Có ba người bạn không có mời mà tự vô đây ở luôn à, đó là ba con tokay gecko. Mình là cũng là dân Bò Sát mà, cho nên là mình sẽ dưỡng nó. Không biết giờ này đây nó kìa nghe vết thùng nè. À rồi, trời nó bự luôn. Con này là thuộc dạng nhỏ nhất trong ba con đó. Ui, hai con tokay gecko cũ á, trong đây á là nó sẽ ở trong cái khe này. Đây là kho trong nhà của mình ha, cho nó ở tự nhiên trong cái khe này nè. Mình sẽ bắt nhóc này ra cho các bạn coi, cho bạn nào chưa thấy tokay gecko. Thấy nó nhùm nhùm phải ghê quá nè. Thấy nó nhướng nhướng tôi làm nước cái tài xuống đi. Nó thủ qua là tôi cũng ớn ăn á. Anh em nhìn thấy, nhìn vô cái miệng nó là không thấy cái răng nào hết. Nhưng mà nó rất là bén nha, rất là bén, cắn là nhất mình á. Và cái lực cắn, lực táp tụi này nó rất là mạnh. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi Bò Sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, cái video tiếp theo của mình á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là có mình ở nhà mình là có ba người bạn. Ba người bạn gọi là hữu duyên, không có mời mà tự vô đây ở luôn. Đó là ba con tokay gecko. Thì đối với cái clip này á, thì mình có nói với lại team anh em đang làm clip á là nó hơi xui. Tại vì mình sẽ dùng mồi để mình dụ nó bò ra cho mọi người nhìn ngắm nó. Nhưng mà nói chung là con này là tự nhiên. Thì xung quanh nhà mình thì có rất là nhiều tokay gecko ha. Và ba bạn này là tự động vô nhà mình ở. Thì bây giờ mình sẽ dụ nó ra. Mà có thể là nó sẽ không ra, cho nên mình nói với team mình là cái này hơi xui nha. Kèo này nhiều khi tổ chát. Trong ba đứa đó thì có một đứa bạn, khi mà ba đứa mình phát hiện ra ba bạn này ở trong nhà mình, thì mình mới đi sắm cái ổ dán Dubia này về. Thì cái dán Dubia này nó là cái nguồn lương thực cho tụi kiến nè. Đồng thời nó mình cũng sẽ nuôi dưỡng ba ông thần này. Thì ba ông thần này á, mình là cũng là dân Bò Sát mà, cho nên là mình sẽ dưỡng nó, dưỡng ba ông thần này cho nó khỏe. Thì có một con trong ba con ở đây, có một con nó chui vô đây nó ở nè các bạn. Giờ mình sẽ sẵn mình khui ra đây mình cho các bạn coi nha. Núp trong đây, núp ngay hũ gạo luôn. Há đồng không? Không biết giờ này đây. Nó kìa. Nó nằm vô hũ gạo luôn kìa, thấy không? Đây nè. Nghe vết thùng nè. À rồi, trời nó bự luôn. Con này là thuộc dạng nhỏ nhất trong ba con á, là nó chui vô cái hũ gạo để nó nằm luôn. Thì thôi mình cũng cho nó nằm ở đây luôn, coi như mày là chuột sa hũ nếp đi. Khỏi bắt nó ra luôn. Đó, giờ nó nằm nó định cư ở đây luôn, nó là lười biếng nhất luôn á, giờ cứ hả họng ra là có đồ ăn. Quá lười luôn. Thôi cho mày ở trong đây luôn. Đó. Tụi dán này nó đẻ cũng khá rồi, bữa giờ mình tiêu thụ cũng khá. Anh em thấy không? Anh em thấy rõ nó không? Rõ. Đó. Giờ nó nằm trong này luôn rồi. Đây là con thứ nhất ha, con này là con nhỏ nhất trong trong ba con mà nó tự động nó vô nhà mình nó ở. Rồi bây giờ mình sẽ trời ơi, đông vậy. Ui. Này hốt bằng tay sao hốt. Dán này đẻ cũng đã đó các bạn, đã đẻ cũng dữ lắm mà, mấy con nhỏ nhỏ này là mới đẻ không á. Chạy toán loạn hết. Nó ăn uống cũng không nhiều á. Cái này mình bỏ miếng thơm vô 2 ngày chưa ăn hết nữa nè. Nhưng mà lát chắc dục, miếng này cũ lắm rồi.
nhưng mà nó vẫn ăn được. Mình kiếm mấy con ấn tượng bự bự chút xíu coi. Mình sẽ dùng mồi để mình dụ nó ra. Hy vọng là nó sẽ ra. Tim sợ dán vô đây là xỉu hết. Giờ nó nãy giờ mình động động nó rút đi xuống đây hết rồi. Như mình mà cho tiêu thụ thì mấy con này là mình không có tiêu thụ. Mấy con này mình để dành tại vì nó tới size sinh sản rồi. Mình tui cụ mấy con mà lỡ thôi. Ồ, đây nhóc dưới này. Ổn định hả? Cà rốt với lại gì? Bắp hả? Ok em. Thank you em. Anh thì nhà anh có gì anh cho nó ăn cái đó. À, có bữa ăn đu đủ. Có bữa ăn táo. Rồi đó tùm lum tà la, nói chung nhà có gì nuôi đó. Thì để anh sẽ mua gì? Mới nói gì? Bắp với lại cà rốt hả? Ok em. Ok, mình sẽ giới thiệu cái chỗ ở của hai con Tokay Gecko cũ á. À, trong đây á là nó sẽ ở trong cái khe này. Đây là kho trong nhà của mình ha. Tôi nói ở tự nhiên trong cái khe này nè. Hả? À, mà giờ mình không thấy đâu. Tối nào mình cũng cho nó ăn hết trơn á. Tối nào mình cũng sẽ cho nó ăn. Thì mình cứ mình đổ một đống đây nè là nó chạy xuống nó ăn. Tuy nhiên á là chúng ta sẽ không có đây. Đây còn là dư lại con bò sót đâu đây nè. Thì mình sẽ không có quay được cái cảnh mà nó ăn đâu. Tại nó sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Mình dùng cái này mình làm cái mồi cho nó lú cái đầu ra cho các bạn thấy nó thôi. Tuy nhiên thì có thể là bể xô ha. Có thể là nó nghe nó nhát quá nó không ra. Cũng có thể là nó ra. Không lẽ giờ ngồi chờ ta? Chờ hên xui. Ở trong quá trình chờ giao lưu đi. Để mọi người nói không giao lưu. Ngồi đây đi, ngồi đây coi nó lú đầu ra. Này, ngồi xuống đây. A few moments later. 80 anh em ngồi chờ. Trời ơi, vẫn còn 80. Thank you anh em đã ngồi chờ nha. À, tại vì đi sâu vô cái kho của mình á thì là sẽ mất 3G, mất wifi cộng với lại mất 3G luôn. Đó, cho nên là bị outline anh em thông cảm. Thì cái vụ này nè, cái vụ mà ngồi chờ mấy con này nè cũng hơi khó. Tại vì thứ nhất á là tụi này nó tụi Tokay Gecko thì nó sẽ sinh hoạt ban đêm anh em nha. Coi như là đêm nó mới có nhu cầu ra nó ăn. Cho nên là giờ mình để đây mình ngồi rình nó chắc lâu lắm. Thì thôi bây giờ là cứ để đi, nó ra được thì tốt, nó ra không được thì thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái thằng trong này đi. Cái này nó làm biến quá. Nó làm biến quá, nó chui vô đây nó ôm cái hũ gạo này. Rồi 71 á nó mọc thay cho nó. Này có một cái bài học trong này ha. Giống như chúng ta hay thấy là gì đó gọi là chết trong cái sự no đủ á. No đủ quá ăn mập thay lát bò lên không nổi. Chết. Ê sorry. Ngủm hả? Sung sướng quá là không được. Ok bây giờ mình sẽ bắt nhóc này ra cho các bạn coi. Cho bạn nào chưa thấy Tokay Gecko à, lú đầu đây. Thấy không anh em? Như nó chuẩn bị lột da. Nó trong bóng tối màu nó khác. Tôi nhiều khi nó táp vô tay tôi luôn á. Mày bữa giờ mày nằm ở đây cũng hơi lâu rồi đó.
thấy nó nhùm nhùm, nó ghê quá nè. Nè thấy nó nhướng nhướng, tôi đưa cái tài xuống ấy, nó thủ 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 qua là tôi cũng ớn ăn á. Yêu yêu nó cắn bề lắm chứ không phải thường đâu nha. Yêu màu màu đẹp chưa này. Cái này là nó tự động nó chui vô nhà mình nó ở ha. Rồi mình cũng coi như là nuôi nó luôn, chăm sóc nó luôn. Thì trước đây là mình cũng đã quay nhiều clip mà buổi tối đi xuống nhà uống nước là vô tình bắt gặp mấy anh này rất là nhiều xung quanh nhà của mình. Trong nhà mình nếu mà tính luôn mọi cái ngóc ngách trong nhà này luôn á thì nó cũng đâu đó tầm khoảng mình đếm phong phỏng là cũng phải 8-9 con sống vòng vòng trong cái nhà của mình nè. Ở trên lầu cũng có, ở trong toilet nhà phòng mình cũng có, ở trên mấy cái la phong trên tường cũng có. Rồi riêng cái kho này là 3 con. Nó thích sống trong kho, trong đồ lắm. Anh em nhìn thấy, nhìn vô cái miệng nó là không thấy cái răng nào hết. Nhưng mà nó rất là bén nha. Rất là bén, cắn là nhất mình á. Và cái lực cắn, lực táp tụi này nó rất là mạnh. Cho nên là nhìn là thấy hú hồn. Cái màu này chắc cũng sắp lột rồi. Da này sắp lột rồi. Cái dòng Tokay Gecko này cũng rất là nhiều dòng đột biến nha anh em. Cũng có Albino rồi cũng có gọi là Pai, tùm lum tà la hết trơn á. Hôm bữa mình phát hiện nó nhỏ hơn. Bữa giờ nó chui vô đây nó ăn rồi nó mập, mập thay nó. Đây là cái chân của nó nè. Đây là lý do mà nó có thể leo trèo trên kiến, trên đồ được nè, trên tường nó được nè. Những cái gì, nó gọi là cái lông hút hết nè. Kiểu dạng vậy, cái giác hút, giác hút. Hả? Mình đụng vô á là nó dính lại luôn nè. Rồi nó lại có thêm móng vuốt nữa. Nó là kết hợp cả hai luôn. Nó vừa leo cây được mà nó vừa leo trên mặt phẳng được. Nói chung là nó leo trên mọi chất liệu được luôn. Anh em thấy không? Zoom ra cho mọi người thấy cái cấu tạo của cái lòng bàn chân đó nè. Đó, đụng vô đây là dính nha. Đụng vô đây là dính, leo kiến, leo tường, leo mọi chất liệu được luôn. Rồi có móng vuốt được luôn, có móng vuốt luôn. Chung là rất là năng động. Con này chắc size 25 nha anh em. Hơn luôn, khoảng 27 á. Mình sợ nó, nói chung mình, cái cơ xương sống của nó rất là linh hoạt. Anh em mà cầm khúc khúc này nè, cầm khúc chỗ này nè, mà không có khúc trên á là nó quay đầu nó dứt anh em được á. Cho nên là cầm phải hai điểm. Tốt nhất là nếu mà cầm một điểm thì cầm phải cầm ngay đây để cho nó không có quay đầu được nha. Cái này chắc là cái ha. Cái không thấy bi đâu hết. Cái đi, mình cũng đang mong ra đủ cái đực để nó đẻ cái này luôn. Tụi này nó đẻ trứng nó dán trên tường nha anh em. Dán trên cây trên đồ á. Nó dán. Dán nguyên dãy nè. Hồi xưa mình có lúc mình dọn nhà vô tình mình phát hiện được một cái ổ là trứng nó dán lên tường. Nó không giống như con igu ha, con igu là đẻ dưới mặt đất, đào hang đẻ dưới đất. À, con thằn lằn thì kiếm mấy cái gốc kẹt đẻ, anh không biết anh em thấy trứng thằn lằn chưa, thắng thằn lằn nó cứng nha. Trứng thằn lằn nó cứng như trứng gà vậy đó, gớt bể. Chứ nó không có mềm như trứng con igu. Còn cái trứng tụi này nè. Trứng tụi này á thì nó nằm ở khúc giữa. Có nghĩa là nó vẫn mềm, nó không có cứng và dày như trứng gà. Nhưng mà sao ta, nó rất là dễ vỡ anh em. Nhiều khi đụng vô cái là nó giòn á. Dùng từ là nó giòn á. Nó rất là mỏng, trứng tụi này rất là mỏng, giòn. Nhiều khi đụng vô cái là nó tét, đụng vô cái là nó tét luôn. Cái con này là cái con mà kêu tắc kè nè. Vì giờ tụi này là tự dòng sinh hoạt ban đêm. Ban ngày nó nằm ngủ trong đây. Cầm lên chút hình như nó cũng đổi màu. Này gọi là Tokay Gecko ha. Tắc kè hoa.
Con này là con nhỏ nhất trong ba con ở nhà mình. Rồi thôi bây giờ cũng không nên dọc nó quá nhiều. Hôm nào buổi tối mình sẽ quay tụi nó bò ra cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ thả nó vô đây. Nói chung là nó sống trong này mà. Chẳng qua là vô tình hôm bữa là mình quên đẩy cái thoi nắp này nè. Đẩy cái nắp này. Thấy nó chui vô trong, nó nằm trong nó sướng quá. Nó nằm hoài luôn. Đó, nhưng mà sướng quá không có tốt đâu con. Có làm mới có ăn. Hả? À, với nó nằm ở trong đó, nhiều khi nó ăn mấy cái con cha con mẹ. Cái nó mình bị mất cái một cái nhà máy sản xuất dán con. Bây giờ mình sẽ thả nó đây nha. Thả cái là rút rất là nhanh luôn á. Rút chui vô kẹt luôn á. Run. Không run luôn. Thở, nằm thở. Đó, nó rút vô cái rồi xong phim. Đi luôn rồi, thấy không? Nó chui vô đây hết rồi các bạn. Ba con nó sống trong này nè. Ba con nó sống trong cái kẹt này nè. Rồi mấy con đệ này vẫn còn, bây giờ mình sẽ thả vô đây lại. Rồi chừng mỗi ngày mình đều cho nó ăn hết. Chứ để nó nằm trong đây nó chơi nó, một là nó ăn mấy con gián con nó chưa có kịp lớn, hai là nó ăn luôn cặp ba mẹ là mình bị hụt cái nguồn thu. Ok mọi người, lại vừa khám phá thêm một cái ngóc ngách ở Nam Ngô Farm nữa. Lại có những người bạn coi như là hữu duyên vô tình mà đóng đô ở đây. Chưa đâu, còn nhiều con độc lắm mà lúc đó chưa làm clip nên chưa quay. Nhiều khi trong nhà mình nó vô nó làm nguyên cái ổ mối luôn các bạn. Rồi nhiều khi hả nhà mình mấy cái cây cổ thụ này có lúc là nó nguyên cái tổ ong bự ghê nè. Đó, nhiều con vô làm tổ lắm. Thì để coi từ từ phát hiện ra được cái gì hay nữa thì mình sẽ quay clip cho mọi người coi ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ.